Xin trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, dịch COVID-19 tiếp tục lây lan tại Hoa Kỳ. Và chúng ta biết là trong tuần qua, cái số người mà bị coi như là thiệt mạng ở tại Hoa Kỳ đã lên đến con số kinh hoàng luôn, là gần 19.000 người. Và hơn nửa triệu người Mỹ bị nhiễm bệnh. Trên phương diện thế giới thì số người nhiễm bệnh đã lên đến hơn 1 triệu, lên hơn 1.7 triệu người, và số người chết đã lên hơn 100.000 người. Tại Hoa Kỳ thì hầu hết các tiểu bang, có thể nói là bây giờ là gần như tất cả tiểu bang đều đang thực hiện lệnh cách ly, tức là yêu cầu người ta giữ khoảng cách 1.8 m, và một số tiểu bang thì yêu cầu người ta là đeo khẩu trang. Khoảng cách thì bắt buộc, khẩu trang thì tùy theo, có nơi bắt buộc, có nơi không. Mà chung quy là họ không muốn người ta lại gần, tụ tập. Hầu hết các tiểu bang là trên 10 người là không nên tụ tập. Và người ta thấy rằng cái chuyện mà cách ly như thế đang là cái điều rất là tốt. Và có thể giảm thiểu được cái số người bị bệnh. Chẳng hạn như tại California, cái tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, chỉ có hơn 21.000 người bị nhiễm bệnh. Nhưng mà số người chết mới có 584 người, so với những tiểu bang khác mà thực hiện lệnh cách ly trễ hơn. Ví dụ như New York bây giờ số người chết là gần 8.000 người, gần 8.000 người, và số người bị nhiễm bệnh đã lên gần 200.000 người. Thì đó là cái mà nhiều người nhìn thấy, và ngay cả CDC và ngay cả bà Melania Trump là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ cũng nói rằng là nên đeo khẩu trang, nhưng mà khẩu trang không có thể thay thế được cái khoảng cách. Cái bà vẫn nói là khoảng cách vẫn là tốt nhất. Ở Việt Nam ví dụ là khoảng cách 2 m, ở Mỹ là 1.8 m, hầu hết các nước trên thế giới đều là 1.8 m. Bởi vì người ta cho rằng là cái người mà nhiễm bệnh đó, khi mà đứng mà gần cái người khác đó, thì dễ lây bệnh, người ta giữ khoảng cách. Khoảng một số người dịch là khoảng cách xã hội, nhưng mà đại khái là khoảng cách như thế đó. Thế thì bây giờ người ta yêu cầu như vậy, và cái số người mà dự trù mà có thể bị chết trong cái dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ hôm nọ, thì bác sĩ Anthony Fauci, cái người đứng đầu về phụ trách chuyện này tại ốc, thì ông nói là dự trù có thể số người chết từ 100.000 lên tới 200.000. Thì sau đó bà Deborah Birx, bà cố vấn về vấn đề này tại ốc, nó có thể lên tới 240.000. Nhưng mà cuối tuần vừa qua thì bác sĩ Fauci lại dự đoán con số chỉ khoảng 60.000 người chết thôi. Đó là con số dự trù của bác sĩ Fauci. Và bác sĩ cho thấy rằng là giữ khoảng cách là cái điều mà có thể làm được và giảm được cái số người chết. Nhưng mà có một tiểu bang, đó là tiểu bang Louisiana. Tiểu bang này thì số người nhiễm bệnh chỉ chưa tới 20.000 người, nhưng mà số người chết đó thì lên khá cao, là 700 mấy chục người, gần 800 người, đúng không? Và hầu hết, đa số thì đúng hơn, những người bị chết ở bên Louisiana là người da màu. Và ở các đô thị hoặc những cái vùng quê mà có những cái nhà thờ đó. Thành ra trong thời gian qua tôi thấy đó, đặc biệt chùa, nhà thờ, đặc biệt bên Công giáo, thì Giáo hội Công giáo La Mã từ Vatican trở xuống họ đã chỉ đạo kết hợp các chính quyền là không có những buổi lễ. Đó. Lễ đa số làm qua truyền hình. Đó. Nếu không muốn nói là toàn bộ, chẳng hạn ngày lễ Phục sinh tới đây là người ta coi lễ qua truyền hình. Đó. Tuy nhiên có một số tôn giáo, một số nhà thờ, đặc biệt là cái nhóm Tin Lành, Evangelical, Tin Lành nó có nhiều loại là Protestant, Evangelical, rồi Baptist, vân 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 vân. Thì Evangelical đó là cái nhóm mà có thể nói là cực hữu nhất, bảo thủ nhất. Thì nhóm này là một số nhà thờ họ chống lại cái lệnh cách ly. Đó. Mà cái số này thưa quý vị nó lại làm cho toàn ốc đau đầu, là bởi vì chính cái số này lại là con số cử tri cốt cán bầu cho Tổng thống Donald Trump vào năm 2016. Và ngay cả sau này cũng vậy luôn, trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, Tổng thống Donald Trump ít nhiều sẽ dựa vào nhóm này. Nhưng mà nhóm này bây giờ lại có nhiều nhà thờ, họ lại chống lại cái lệnh này. Họ nói rằng là cái quyền tự do ngôn luận, tự do thực hành tôn giáo nó quan trọng hơn là an toàn của cộng đồng. Đó là luận của họ. Ví dụ như ông mục sư Tony Spell, 42 tuổi. Ông này là mục sư của cái nhà thờ gọi là Light Tabernacle Church ở gần Baton Rouge ở bên Louisiana. Trên hình quý vị thấy tuần vừa rồi ông vẫn tiếp tục tổ chức lễ, có một số người đeo khẩu trang. Tuần vừa rồi cái nhà thờ của ông là 1.700 người tập hợp ở đó,
1.700 người, và ông dự trù là ngày Chủ nhật này đây, ngày lễ Phục sinh, sẽ có khoảng 2.000 người. Quý vị thấy không? Xe bớt chở người ta đến, người ta tập trung thế này, người ta chữa bệnh, chữa lành gì đó. Quý vị thấy không? Không có khoảng cách xã hội. Nắm tay nhau, không đeo tay luôn. Đó. Họ không quan tâm. Họ bảo là, họ lập luận như này, ông Spell nói này là Thượng Đế sẽ che chở chúng tôi không bị bệnh. Đó, trong cái cuộc phỏng vấn mới đây ông nói như thế. Và chúng tôi không sợ. Chúng tôi kêu gọi Thượng Đế đứng cạnh chúng tôi để mà chặn đứng những con vi khuẩn này, virus này vào trong biên giới của chúng tôi. Mà thay vì, và không những chặn với chúng tôi, còn truyền bá phúc âm của Chúa. Và trên màn hình quý vị, đó là ông thống đốc John Edwards của tiểu bang Louisiana kêu gọi các nhà thờ là hãy tôn trọng cách ly, hãy tôn trọng khoảng cách xã hội 1.8 mỗi người. Nhưng mà quý vị thấy không? Người ta không có theo. Đó. Thì đây là cái tình trạng mà thưa quý vị, nó xảy ra ở tại một số cái nhà thờ của Mỹ, đặc biệt là nhà thờ Tin Lành. Nó có một cái điểm như thế này, quý vị nhớ. Công giáo họ có một cái tổ chức từ Vatican trở xuống, nó giống như một hệ thống chính quyền. Làm cái gì Vatican chỉ đạo xuống, tất cả nói theo. Tin Lành nó khác. Tin Lành là không có một hệ thống nào cả. Mỗi một nhà thờ coi như là một giáo hội. Ông mục sư đó ở cái nhà thờ đó là có những anh trùm, ông là một giáo hội riêng. Ông giảng đạo, muốn giảng gì ông giảng, muốn làm gì ông làm, miễn đừng có đi ngược lại luật pháp thôi. Và ông thu hút càng nhiều giáo dân thì càng tốt. Và giáo dân đóng góp xây dựng cái nhà thờ đó thành cái nơi cầu nguyện. Và họ tin vào cái mục sư đó. Đến ngày nào đó mục sư đó giảng dở, họ không tin, họ bỏ đi qua nhà thờ khác. Thành ra thưa quý vị, những ông mục sư này là họ có cái mục tiêu của họ. Nhưng mà họ có cái lập luận của họ, cũng có cái lý của họ chứ không. Bây giờ đây nó gây tranh cãi hai chuyện về mặt chính quyền. Người ta muốn giữ an toàn cho sức khỏe công cộng cho tất cả người dân Mỹ. Người ta bảo cái đây nó quan trọng hơn hết tất cả thứ khác. Thế nhưng mà những cái ông như ông Pell thì ông lại bảo là không. An toàn công cộng chúng tôi không cần biết. Mà chúng tôi thẳng không quan tâm. Chúng tôi quan tâm đến Thượng Đế. Chúng tôi quan tâm đến đức tin, niềm tin đưa đến cho những người này. Vì những người này tin vào Thượng Đế. Cái điều đó nó quan trọng hơn. Thì những người khác bảo chứ không, anh không được làm như thế. Anh chỉ làm lợi cho 2.000 người, cái giáo xứ của anh, cái nhà thờ của anh, trong khi có thể làm hại bao nhiêu người khác, lây lan bệnh tật. Bởi vì những người này họ sẽ rồi sau cái lễ đó, họ đi trở về, họ đi làm, họ sống trong nhà, họ lây lan những người khác thì sao? Thì những ông như thế, trong mục sư nó lập luận khác bảo thế. Ở Mỹ này, có những người bảo vệ tù chính án số 2 là quyền được mang súng, được tự vệ. Nó quan trọng hơn cả những quyền khác. Thấy không? Tại sao có những luật lệ mà NRA, tổ chức súng trường của Mỹ, họ vận động các chính trị gia Mỹ là đừng có làm. Mà trong khi các chính trị gia Mỹ sau những cái vụ bắn súng hàng loạt này kia các thứ, họ bảo rằng là bây giờ phải làm luật đó gắt gao hơn để không có chết người, để bảo đảm an toàn công cộng. Nhưng mà những ông NRA và một số chính trị gia là không. Cái quyền mang súng là tối thượng hơn, quan trọng hơn. Cho nên nước Mỹ nó cứ tiếp tục người chết vì súng. Thì bây giờ tôn giáo người ta lập luận như vậy luôn thì sao? Đó là cái tranh cãi vô cùng lớn. Ai cũng đúng hết á. Nó còn nhiều cái chuyện này, nhau cái chuyện này. Ta không thể ngờ Covid-19 mà nó gây cho nước Mỹ những chuyện đau đầu như thế. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Chúng tôi đang nói về cái chuyện một số nhà thờ Tin Lành chống lại cái lệnh cách ly xã hội của chính phủ Hoa Kỳ. Nó chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà của các tiểu bang không? Các tiểu bang cũng có, là chính phủ Hoa Kỳ cũng yêu cầu vậy luôn. Và tôi đang kể cái chuyện quý vị, một cái nhà thờ bên Louisiana. Một nhà thờ khác đó ở ngay California chứ không đâu. Nó gọi là Cross Cultural Center ở Lodi, California. Cách viết gọi là Tây Nam San Francisco khoảng 110 km, cũng đang có dự trù là sẽ có lễ Phục sinh vào Chủ nhật này. Vì họ nói rằng là cái này nó quan trọng. Và giống như nãy tôi phân tích cho quý vị nghe, hai phía,
một phía là bảo tự do tôn giáo quan trọng hơn. Bởi anh không cho tôi làm thì có thể là tôi chụp mũ ngược lại anh, là anh cái gì đàn áp tôn giáo. Mà cái chuyện đàn áp tôn giáo là chuyện rất là mù mờ, và rất nhiều người đã dùng những cái gọi là lý do này để mà thưa kiện chính phủ trong nhiều chuyện khác. Ví dụ như xây một cái nhà thờ, một cái chùa ở cái nơi đó người ta không cho vì một lý do nào, chúng tôi có thể kiện anh là đàn áp tôn giáo được luôn. Ở vùng lý đô Sài Gòn này đã có xảy ra cái chuyện đó rồi chứ phải không? Và khi kiện như vậy thì cuối cùng cho thành phố dàn xếp. Thì trường hợp này cũng vậy, tiểu bang Louisiana, tiểu bang California không thể cấm cái này được. Cấm là có thể họ đâm kiện, đâm đơn kiện bảo anh vi phạm tự do tôn giáo của chúng tôi. Hay là như hồi nãy phân tích quý vị nghe, họ cũng lấy làm cái là lấy cái lý do là ví dụ như Second Amendment, tức là quyền được tự do mang vũ khí được để bảo vệ mình. Còn bây giờ các anh làm những cái luật ra, những cái luật mà kiểm soát vũ khí như vậy đó, các anh vi phạm quyền chúng tôi không quan tâm đến cái chuyện mà những ai chết hay không chết. Mà thấy rõ ràng nước Mỹ nó buồn cười cái chỗ đó, bao nhiêu năm nay không làm được thì bây giờ tôn giáo họ cũng làm vậy luôn. Mà mấy ông này điên đầu luôn, nhất là mấy ông cộng hòa, ngay cả Donald Trump cũng điên đầu với cái chuyện này. Ông yêu cầu mọi người là phải đứng cách xa ra để cho căn bệnh nó giảm bớt, nền kinh tế mới cởi trói ra được, mới có công ăn việc làm, bà con đi làm mới gọi là khấm khá lên được. Mà gọi vướng mấy cái ông này, đâm ra là nó cản trở. Hay là ví dụ như mình nói một cái chuyện tự do ngôn luận, cũng nhiều người cũng vin vào cái tự do ngôn luận, mà cái tự do ngôn luận là quan trọng nhất. Ví dụ tiền tranh cử đó, ở nước Mỹ này đó, muốn cho bao nhiêu thì cho, muốn đúng luật là được. À, cái chỗ này, cái ông này, cái cuộc đua này chỉ đưa được 1.000 người thôi, đóng góp 1.000 người thôi, bây giờ tôi dư bao nhiêu, tôi có 100.000, tôi dư 99.000, tôi lập ra một cái gọi là PAC, Super PAC chẳng hạn. Tôi muốn làm thì tôi làm, tôi ủng hộ cái ông ứng cử viên đó, miễn tôi đừng nói chuyện ông ứng cử viên đó thôi, là tôi ok. Thì người ta lại bảo rằng là ô chơ, xài cái này không được, như vậy là các anh có tiền là mạnh hơn anh không có tiền. Thưa lên tôi cao hiện, tôi cao biểu bảo không, cái là tự do ngôn luận. Người ta có quyền dùng tiền người ta để ta bày tỏ quan điểm, người ta là quý vị theo. Rõ ràng mình thấy là các anh nhiều tiền hơn là trơn trội hơn anh ít tiền, đó là không công bằng. Nhưng mà nước Mỹ nó bảo là không, tự do ngôn luận nó quan trọng hơn, tự do quyền mang súng nó quan trọng hơn, tự do tôn giáo nó quan trọng hơn. Chính cái này bây giờ nó gây kẹt cho nước Mỹ. Sẽ có thể một số người không đồng lòng với cái phân tích điều thôi, nhưng mà đây là tôi thu thập ý kiến cho quý vị biết là nó có hai cái trường phái như vậy. Và nước Mỹ đặc biệt nhiều khi đám đông áp lực như vậy nhưng mà họ vẫn làm theo cái hiến pháp, họ vẫn làm theo hiến pháp. Chúng ta có nhiều cái chuyện là buồn cười lắm, mình thấy rõ ràng là chuyện đó là không đúng, nhưng mà khi đưa ra làm luật đó, hạ viện thông qua theo công chúng, quần chúng muốn, nhưng mà lên thượng viện bỏ. Ông thượng viện bảo không, cái này không được. Hoặc là bây giờ thưa lên tối cao pháp viện, ngay cả luật thông qua rồi, tối cao pháp viện có quyền phủ quyết. Nó phủ quyết đúng gọi là bác bỏ. Ví dụ cho quý vị biết luôn, tù chính án số 26 mà sau đó không thành luật, thời Bill Clinton, gọi là line item veto. Tức là gì? Ngân sách đưa lên theo nguyên tắc tổng thống phải ký thuận, phê chuẩn hoặc là phủ quyết toàn bộ. Mà như vậy nó cứ qua lại, không có ngân sách xài. Thế thời ông Clinton, người ta mới đề nghị là line item veto, tức là gì? Anh đưa lên 10 mục, 10 cái khoản, ông tổng thống có quyền gạch đi 1-2 khoản không thích và ký vào đó là thành luật. Đã được các tiểu bang thông qua rồi, thành tu chính án rồi, kiện lên tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện bảo đúng, cái này nó có lợi đất nước, nhưng mà nó sai. Nó sai cái gì? Làm như vậy ông tổng thống có quyền nhiều hơn quốc hội, như vậy không có cân bằng quyền lực. Bởi ba cái cơ quan tư pháp, hành pháp, lập pháp của Mỹ là ngang nhau. Rồi cuối cùng tối cao pháp viện bảo cái này vi hiến, xong hang. Thấy không? Nhiều khi chúng ta nghĩ có những chuyện khải đạo, khải đời, mất sen nó phải như vậy, nhưng mà thưa luật nó khác, luật Mỹ quái đản nữa. Thành đó lý do tại sao mấy mục sư để tận dụng cái này. Nó làm cho người ta lo sợ, mà Louisiana người ta đang sợ là sau cái mùa phục sinh này sẽ có thêm nhiều người bị bệnh nữa. Mà mỗi lần bệnh, càng nhiều bệnh thì càng tốn tiền chính phủ. Tốn giường bệnh này, tốn máy thở này, máy trợ thở này. Rồi chưa kể lây lan bao nhiêu người khác, hại biết bao nhiêu tiền cho của cải xã hội. Nhưng mà có lẽ nước Mỹ họ chấp nhận chuyện đó, thả tốn tiền nhưng mà chúng tôi không có vi phạm luật. Đó là lý do tại sao nước Mỹ cứ thế, nó theo luật, rất là máy móc. Không ai làm gì được hết.
nghe rất là bực mình, nhưng mà bực mình thì chịu thôi, đó nước Mỹ nó như thế. Thì tôi đưa cho quý vị hai cái trường hợp, rất có nhiều trường hợp lắm, nếu trong bài này rất là nhiều trường hợp, chỉ đưa hai quý vị hai cái trường hợp là bên Louisiana, bên California. California lâu đài á, thành phố nó nhỏ, phía trên nó giáp Stockton với miền Central Valley, tôi cũng đến đây rồi, chỗ Marxist á, chỗ dân không có đông lắm, cũng tương đối, đa số là những người làm farm, làm về nông nghiệp, họ cũng rất là bảo thủ nữa. Nhưng mà cái anh Louisiana là cái anh người ta sợ nhất, Baton Rouge, New Orleans, New Orleans tương đối cấp tiến chút xíu, nhưng mà cái anh Baton Rouge bảo thủ ghê lắm, thấy không? Chống chính phủ ghê lắm, lạng quạng là không được đâu. Thành ra đó là những cái khó khăn của chính phủ Mỹ hiện nay, đặc biệt là các cái tiểu bang mà để mà áp dụng những cái chuyện mà gọi là giữ khoảng cách xã hội để mà coi như không có cho cái COVID-19 nó lây lan. Mà chuyện nó chưa hết ở đó nữa. À, quý vị biết, 50 tiểu bang của Mỹ nó không giống nhau. Có những tiểu bang nó rural area, tức là miền đồng quê, nó ít người, dân họ rất bảo thủ, mà họ rất là coi như là chống chính phủ, họ không thích chính phủ xía cuộc đời, họ sống quen là những cái trang trại đó, mênh mông không có người, súng là lấy ra bắn chim rồi chơi, bắn lon rồi chơi, quen rồi. Chúng tôi đâu dính dáng gì đâu, vậy mà cũng bắt chúng tôi phải cách ly. Thì đó là trường hợp xảy ra tại tiểu bang Idaho. Chúng ta biết điều tiểu bang Idaho nó có nickname là Potato State, tiểu bang nó trồng khoai tây nhiều người lắm. Thì bây giờ cũng có một cái nhóm chống lại chính quyền trong cái chuyện mà kêu người ta phải cách ly, không cho tập hợp. Mà cái người đứng đầu này, ông này nổi tiếng lắm á, ông này nổi tiếng ghê lắm, ông này là ông Elman, coi như là Elman Randy, Elman Bundy, thưa quý vị, đó, trên màn hình quý vị thấy ông đang trả lời, xin để quý vị nghe cái đoạn này coi như thế nào. Ông trả lời phỏng vấn báo chí, ông nói. Yeah, they don't want you to forget where you're at, Shannon. Yeah, right, I mean, it's not like I'm not looking out barred windows or anything. Right, when I first got home, I just had to get to work and start figuring out how to make a living so we didn't lose our home and get the business back going. I'm the primary breadwinner, so like we went 2 years without an income. There's a bird nest right here. Yeah, that's where those eggs were. And there's nothing in it. See, see right here? We've lost two things. One, I believe that the governments in general have lost their vision on what their purpose is, which is to protect the individual. And two, they have lost their understanding that they are limited, that they do not have the power to just make a law for anything. And of course, that's why I get the anti-government. Quý vị nghe ông nói đó, ông bảo là chính phủ liên bang đã đi quá đà. Và ông nói là không có cái quyền cấm người ta tụ tập. Ông này rất nổi tiếng, Elman Bundy, là ông từng đứng đầu cái nhóm gọi là chiếm lĩnh một cái khu vực đất hoang dã ở tại tiểu bang Oregon trước đây mà xảy ra cái vụ bắn chết người. Đó, cha con của ông này nổi tiếng lắm. Ông bố là trước cũng từng là ở bên tiểu bang Nevada chiếm cái đất của liên bang mà sau phải đưa cảnh sát vô để giải tán đi. Đây là thành phần mà ông này tại sao chống chính phủ mà không ai làm gì được ông cả, bởi vì ông có một cái số lượng người đằng sau lưng ủng hộ ông. Và ông này là tiêu biểu của những người nông dân Mỹ, họ không thích chính phủ dính vào cuộc đời. Thế nên ông nói rằng là ông sẽ không tuân thủ cái lệnh mà cách ly của thống đốc tiểu bang Idaho đưa ra, và ông hy vọng là người ta không có xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà ông bảo chúng tôi có quyền tập hợp, chính quyền không có quyền làm cái chuyện đó đối với chúng tôi. Thì chúng ta thấy là có lẽ như tại một số tiểu bang này đó, bởi vì họ không bị bệnh nhiều, họ sống nó thưa thớt, bệnh cái COVID-19 không ảnh hưởng tới họ, cho nên họ bảo tại sao lại bắt tôi làm chuyện này. Thì đó, nó có cái chuyện ở Mỹ buồn cười chỗ đó. Tôi nói với quý vị nhiều lần là Mỹ nó có 51 chính quyền, nhưng mà là một chính quyền liên bang. Thành ra nhiều khi chính quyền liên bang không làm gì dưới, ngay ông người dân cũng làm, cũng không làm gì được ông luôn. Thì đó là cái chuyện mà chia sẻ với quý vị là không phải ai cũng tuân thủ cái lệnh mà cách ly của Mỹ. Mà nếu bây giờ tất cả mọi người mà đồng ý thì nước Mỹ nó sẽ khá hơn. Còn bây giờ hy vọng là Idaho nó không ảnh hưởng mấy, nhưng mà các thành phố, nhất là cái lễ phục sinh này, tôi trình bày quý vị, các nhà thờ họ chống lại cái lệnh như vậy, nó sẽ tạo ra tiền lệ rất là xấu cho nước Mỹ. Mà rồi sắp trong những ngày tới có thể người ta không tuân thủ. Bây giờ một số nơi, bây giờ tôi ví dụ như ở Việt Nam, tôi đọc báo là bắt đầu bà con tưởng đâu là ngon cơm, như Việt Nam kiểm soát được, bắt đầu một số người đổ ra Sài Gòn, Hà Nội đổ ra đường chạy xe mòm, không còn giữ khoảng cách. Đó, cái đó dễ lây bệnh ghê lắm. Thì đó là những gì tôi thấy quan trọng chia sẻ với quý vị trong tuần qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.